Chào anh em nhé. Và lại là mình đây. Tối nay thì mình sẽ tiếp tục chơi FIFA. Và chúng ta sẽ quậy cái chế độ Volta, chế độ bóng đá trong nhà. Anh em nào đi qua mà thấy livestream của mình thì cho một cảm xúc nhé. Thời tiết rất là nóng. Bây giờ mới thấy Ronaldo xuất hiện trong thành phần của anh em ạ. Tôi thích dùng anh bẫy ạ. Anh em mà xem livestream mà thấy sao trên màn hình livestream thì các bạn nhặt lấy rồi ném vào cho tôi nhé. Ta sẽ có CR7, Messi, có Ramos và Zidane. Đội hình đội bạn là Varane, Gullit, Robéo và Ronaldo. Vào trận rồi, chắc hẳn đây sẽ là một trận đấu đầy kịch tính. Ông điều khiển Ramos ngáo ngơ vãi. Đủ ma, chuyền đi. Ông này trượt tối hay sao vậy? Ngáo quá. Kìa, đây rồi.
cơ hội của anh Bảy, cú vết không được. Đôi tay của thủ môn là rất dài. Xong luôn. Yes. Rồi. Yeah. Chúng ta phải dành một tràng pháo lai cho Ronaldo. Đừng để nhận thêm một bàn thua nào khác. Thời tiết là khá là nóng anh em ạ. Cái điều hòa ở phòng tôi sau một thời gian mùa đông để không dùng đến thì nó bây giờ bật không lên à. Đang phải sử dụng quạt gió đấy. Nóng lắm. Thời tiết nó thật là tệ. Đặc biệt là đối với những em, những đứa FA như mình nó còn tệ hơn. Úi giời ơi. Nhưng mà trên sân bóng thì không hề tệ một chút nào luôn đấy. Kỳ bàn liên toại luôn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy, nó phải thế anh em ạ. Yeah. Nó phải thế. Á chà. Đủ má nha mày. Đây rồi, truyền cho anh Bảy đập ra đi nào. Đây mình đây nè. Đủ. Đấy. Phải nói là anh Bảy nhà mình là quá đẹp dài luôn. Đẹp dài y như tôi. Rất là vui luôn anh em ạ. Đúng là quậy Volta mà phê pha cùng đồng bọn. Quậy nó phải phê thế này chứ. Bây giờ cái gì vậy? Bây giờ ý nè. Đúng mà. Đúng rồi. Đóng gạch đi. Rồi ôi. Một pha thông ất cực hay đến từ vị trí của Messi luôn. Họ đang chạy à? Ở đây chúng tôi gọi đó là đi bộ. Một pha bình luận rất chôn và hách não của bình luận viên FIFA Online 4. Ông này chắc cũng chơi mấy đơn kè vào rồi cho nên là bình luận có vẻ cũng hơi ngáo. Anh chạy, anh chạy. Úi giời. Đây đây em yêu. Ở anh đây nè. Í í í. Sút luôn. Một cú sút hoàn hảo. Mà anh Rô mà yếu vậy. Hai thằng nó nhảy vào hấp gym luôn. Xong rồi. Đi luôn. Ui. Ba tháng tuyệt đẹp. Tôi muốn xem lại nó thêm. Tuyệt vời. Wow. Nhìn đôi bạn chơi như cả mắt tóc vậy. Đẳng cấp, đẳng cấp. Khá quá cơ. Đấy, đội bạn hình như đang bị loạn rồi. Ui. Đó không phải là mình. Chà. Pha chuyển lỗi đến từ vị trí của tôi. Sao? Tắc bóng hay. Anh Rô nhà mình là đá tiền đạo nên phòng ngự không tốt là cũng là chuyện bình thường. Đây sao đây bạn yêu? Đúng rồi. Cảm ơn bạn nha. Nè. Chơi là phải có đồng đội nhé. Ấy à, đúng rồi. Một pha đánh gót rất điệu đến từ vị trí của Zidane. Điểm một, hy vọng đội bóng sẽ tiếp tục chơi tốt như thế trong hiệp đấu còn lại. Đội mình ai cũng chơi tốt. Trên 8 điểm là chơi tốt rồi. Tốt như thế nào thì không cần phải bàn. Chúng ta đến với những cái đàn này thì thắng chắc được không ạ? Thắng chắc luôn rồi anh em ạ. Tôi thề luôn là thắng chắc luôn. Quan trọng là thắng bao nhiêu bàn nữa thôi. Đấy, ok. Mình đẹp trai. Mình đẹp trai, mình đéo cần tương lai. Ý. Câu này chắc chắn là trend của 2020 này. Sắc như rào cạo. Mình đẹp trai là mình đéo cần tương lai luôn nhé. Wow, thế mới là phòng ngự. Đây, đấy bạn yêu ơi, đúng rồi. Chuyền đây bạn yêu ơi. Ui. Sở hữu một ngôi sao chuyền bóng như thế này mà không thắng cũng phí nhỉ? Thắng rồi mà.
chưa bao giờ chơi trận Volta nào mà cảm giác nó thỏa mãn được cái dục vọng như trận này anh em ạ. Mới vào đã hấp sim được 5 trái rồi, không có gì là vui hơn thế. Cái này chúng Ui. đúng là ở tầm thế giới. Đấy mình đẹp trai đây nè, xong luôn. Ui. Pro của đội bạn đấy. Thủng lưới rồi, người hâm mộ đang thất vọng. Không sao. Không sao. Mới chỉ một bàn thôi. Chúng ta không được để họ ghi thêm bất kỳ bàn thắng nào nữa. Có lẽ anh như là thắng hơi nhiều trong hiệp 1 đã khiến anh em trở nên chủ quan rồi. Tôi muốn anh em phát huy tinh thần, cố gắng là ghi thêm các bàn thắng đi. Đội bạn thì họ đang rất quyết tâm rồi, nhìn là biết. Quên bàn thua đi, tiến lên nào. Ronaldo cũng đã tỏa sáng ở bên kia chiến chi tuyến rồi. Chúng ta cần bảo vệ được người dân bàn. Hay quá, một pha xử lý rất hay đến từ vị trí của Zidane. Một pha biểu diễn nghệ thuật. Để điều khiển cả đội bằng tay cầm vậy, nếu không có đối sách phòng ngự hợp lý thì chỉ vài cú sút nữa thôi họ sẽ có bàn thắng. Ôi, tôi nghĩ là tôi đã lỡ thích cách đánh trận của anh chàng này rồi, mà yêu thì chắc chưa đâu. Ra mốt lùi về đi nhá. Ra mốt là phòng ngự chính đấy. Chuyền rất hay, hôm nay anh ấy đang đạt phong độ tốt. Ui, một pha chuyển lỗi của tôi rồi anh em ạ. Xong rồi. Họ đã mất tập trung và đã phải nhận bàn. Sorry. Rất là sorry. Chúng ta vẫn đang dẫn trước nhưng phải tập trung hơn. Một pha định thể hiện skill của tôi nhưng không thành công. Chúng ta vẫn dẫn trước tới hai bàn. Từ góc nhìn của tôi thì trông cứ như thế đối phương dâng bóng cho anh ta lấy vậy. Không có gì phải vội, ta đang thắng. Hay quá, một pha băng cắt rất hay của thủ môn. Tôi thích nhiều thủ môn một khả năng lao lên và dùng chân chơi bóng như vậy. Và ngăn không cho anh ta tiếp tục tung ra những đường chuyền đấy đi. Anh ta thậm chí còn không cần phải cố gắng trong pha tắc bóng đó. Một pha chuyền rất đồng đội của bạn tôi. Đối thủ chơi một cú hat trick rồi. Chúng ta cần phải tìm cách để thoát khỏi cơn ác mộng này. Không được để mất lợi thế, mau giành lại thế trận nào. Kèo bể từ đối nhanh. Chúng ta đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Tôi sẽ phải hỗ trợ phòng ngự nếu muốn có một trận thắng. Yes. Và đúng là đã có một trận thắng thật. Một màn trình diễn siêu hạng trong trận đấu ngày hôm nay. Tôi không thể chờ được đến trận đấu tiếp theo. Sẽ bắt đầu một trận đấu tiếp theo. Quên mất lần này lại chọn Raul rồi. Thôi không sao. Một cái tên xuất hiện tiếp theo đó là Rio Hazard và Lampard. Như vậy đội hình của chúng ta cũng khá là mạnh đấy, với những cái tên chất lượng. Bên phía đội bạn đó là huyền thoại Carlos, huyền thoại Eusebio, Ro, đẹp trai và Varane. Máy quét. Chúng ta chỉ có một hậu vệ đích thực là Rio thôi. Còn tới hai tiền đạo và một tiền vệ công. Trọng tài đã ra hiệu bắt đầu trận đấu. Tôi thấy căng thẳng quá anh em ạ. Vậy đây có thể là trận đấu. Đâu rồi? Tôi đâu rồi nhỉ? Sao nhìn không thấy mình đâu nhỉ? Rồi chợ này. Đây rồi.
Nhìn thấy ra của mình rồi. Được rồi, cứ đá bóng luôn. Ôi sao? Chuyền đi em yêu. Đây nè, mình đây nè. Raul đây. Chuyển đi, chuyển chuyển. Sáng quá. Đấy, wow. Đấy, thấy chưa? Cái đấy người ta gọi là chất. Chất và chất. Những pha dứt điểm của Raul này còn phải gọi là chất của chất. Kia trên tuyến họ cũng có một sát thủ, đó là Eusebio đấy, không đùa được đâu. Đúng rồi, chúng ta tận dụng được cơ hội nào là chúng ta nên tận dụng. Một tràng pháo like cho anh em đội mình. Like. Ủa, mình bấm hai nút like là thành không có like luôn à? Sự hài hước không nhỏ đến từ thầy giáo anh, hay còn gọi là streamer anh giờ 7. Ok. Như vậy là một tình huống dứt điểm rất tốt của Eusebio. Không được để mất lợi thế, mau giành lại thế trận. Chuyền đây bạn yêu. Ok. Bạn yêu ơi, đúng rồi. Ui, hơi tiếc đấy. Quả đấy tôi tưởng là phải ăn rồi đấy. Đúng rồi, tôi đang chơi với phong độ tốt. Đúng rồi. Ui, một pha kiến tạo của tôi rất hay cho có vẻ như người ghi bàn là phanh năm bát. Như vậy là ngay những trận đấu đầu tiên của buổi livestream ngày hôm nay là chúng ta đã có những chiến thắng tưng bừng ở Volta ngay từ hiệp 1 rồi. Rất là thú vị anh em ạ. Đây rồi. Một cú sút đáng sợ. Ui. Cảnh sát đến từng mm. Hơi tiếc một chút. Thật sự là tiếc. Trong tình huống như thế mà lại không thể tận dụng được. Đúng rồi, đây là ai đây? Varane à? Varane dâng cả lên để tấn công. Rồi bạn vừa tới tận hai icon luôn. Chuyền đi. Quả đấy mà chuyền được cho tôi là xong rồi đấy. Thôi chết rồi. Ôi, đối phương đã có được bàn thắng. Chúng ta đang quá bất cẩn. Bịt ngay mà. Chúng ta vẫn đang dẫn trước. Chúng ta cần phải tập trung. Tập trung trong trận đấu này. Tốt quá. Môn bên phía đội thì chúng ta cũng đang thi đấu rất tốt. Đối thủ cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng nữa. Cẩn thận đấy, Carlos đóng xa ghê lắm. Chuyển đây đi. Ui, tham thế bạn ơi. Chuyển đây. Hết điểm 1, hy vọng đội bóng sẽ tiếp tục chơi tốt như thế trong hiệp đấu còn lại. Ồ. Một trận đấu mà một hiệp đấu mà tôi đã có cho mình những bàn thắng và kiến tạo. Và chúng ta đến với hiệp 2, chúng ta đang ở rất gần chiến thắng. Đúng rồi. Quá hay luôn. Hôm nay là ngày của anh ấy. Đúng là bạn của tôi. Dứt điểm nó phải đẳng cấp như vậy. Một pha dứt điểm đúng là chết chóc luôn đấy. Cần phải linh động hơn, đối phương đang lên bóng quá dễ dàng. Carlos hay quá. Họ đang trình diễn khả năng tắc bóng kinh điển. Một cú sút hoàn hảo. Đúng rồi. Raul hay lắm. Đúng rồi. Tình huống chơi rất đồng đội của tôi. Mặc dù họ là đối thủ, tôi cũng không đây đi. Đấy bạn đây. Đưa bóng lên nào. Mãi bên nhau bạn nhé.
Ui. Cầu kinh niệm hot trend hiện tại. Thôi xong rồi. Liên tục Ui, bị tuyệt thủ vời. môn Đây đây đánh đây, lên, ném nếu đi. không cẩn thận sẽ bị anh ta cho ăn hành. Ông thủ môn có vẻ hơi lên mề một chút. Khả năng anh này bị bệnh mù màu. Rõ ràng là mình đứng trên cao ném phát lên có phải chết luôn không? Hơi chần chừ. Ui. Có mình ở trên đây nè các bạn yêu ơi. Đấy rồi, mày xong với tao. Đấy, tôi chơi rất đồng đội luôn anh em ạ. Thôi xong rồi. Nếu không cục anh ta đã có hat-trick, họ nên kiểm soát anh ta ngay từ đầu. Ông Chúng ta vẫn đang dẫn trước đấy, sợ cái gì nhỉ? Rio đang có vẻ hơi hưng phấn, lên cao quá. Đúng rồi. Pha Thấy chuyền đấy. chưa? Đấy, những pha chuyền quá đẳng cấp luôn. Pha Nếu QW chúng ta đẳng cấp có của bàn thắng tôi thì dành chúng ta cho sẽ đồng là người đội. chiến thắng. Đó thật sự là một món quà. Cậu ta có Ôi. thể điều khiển cả đội bằng tay cầm vậy. Đúng rồi. Vẫn phải lui về anh em ạ. Hỗ trợ. Đây đúng rồi. Đấy. Xong luôn. Từng cú sút chúng đích của đối Ôi. khách vô cùng đẹp mắt. Quá đáng tiếc luôn. Tại sao lại không vào được nhỉ? Đúng rồi. Thôi xong rồi. Ông Rio cũng ham lên quá. Họ đã mất tập trung và đã phải nhận bàn thua. Chúng ta không được để họ ghi thêm bất kỳ bàn thắng nào nữa. Chúng ta dù có Cứ như lên thể là bóng tự tìm đến chân đồng đội số vậy. đông nhưng mà vẫn phải giữ lại cho mình một hậu vệ để phòng chứ. Anh em lên hết thế là hỏng đấy. Đó. Hay quá. Chúng ta cần phải bàn thắng đã được công nhận. Chúng ta vốn đã có thể làm tốt hơn trong tình huống Tôi đã đó. cố tình không Chúng ta nhìn cần phải rồi ngay lập nhưng tức vẫn vươn lên thua. dẫn trước bằng một bàn thắng. 5 đều. Thôi không sao. Chúng ta vẫn chưa thua. Chúng ta vẫn còn cơ hội Chúng để. ta đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Ui. Tốt quá. Cảm ơn nha. Ui, mà bóng đi hơi xa rồi. Họ không nên để đội bạn có nhiều khoảng trống như vậy. Sẽ rất khó để vượt qua được anh ta. Anh ta thậm chí còn không cần phải cố gắng trong pha tắc bóng đó. Về đi. Chỗ chết rồi. Đấy. Hỏng rồi. May quá. Chưa bị ghi bàn tình huống đâu. Ok, một trận hòa là chấp nhận được May khi mắn đã có nụ mà cười của đội chúng ta bạn trong cũng suốt thi trận đấu ngày đấu hôm tương nay. đối tốt. Trận hòa là điều chấp nhận nổi, tốt đấy. Trận này thì mình cũng đã chơi hay thứ hai đội rồi. Ông Rio bỏ vị trí nhiều quá. Quất tít. Volta là một chế độ rất vui. Trận này phải nhường anh em thật trước à? Nếu lựa chọn tôi sẽ chọn Rolo. Tôi thích dùng Rolo. Ok. Vậy là trọng trách ghi bàn trong trận đấu này sẽ thuộc về tôi khi cầm CR7. Hỗ trợ tôi sẽ là hai tiền vệ tấn công, Toni Kroos và Raul Garcia. Dưới khu phòng ngự thì đã có máy quét Manini. Bên phía đội bạn là những cái tên như Sterling, Messi, Zidane và Ramos. Một team rất là hay.
Bắt đầu thôi, hy vọng cả hai đội sẽ có một màn trình diễn xuất sắc. Tôi sẽ phải tập trung ghi bàn trận đấu này. Chuyền đi. Ui, một sai lầm. Tôi định chuyền với đồng đội của mình. Tuy nhiên thì đó có vẻ như là một sự lựa chọn không thật sự là chất lượng. Đó. Đã mất tập trung và đã phải nhận bàn thua. Không có gì phải lo lắng cả, hãy thể hiện những gì mà các cậu đã luyện tập đi. Ui, có vẻ như đây là một team rất ăn ý các bạn ạ. Ui, khỏe thế. Không chân lấn xô đẩy được với họ luôn. Ui, đây bạn ơi, đúng rồi, một món quà dành cho bạn. Không được. Đấy, anh ấy đã ghi bàn. Tuyệt vời, tuyệt đẹp. Đó là vẻ đẹp của môn thể thao vua đấy. Ôi, đó cho bạn đấy, đúng rồi, thấy chưa? Còn Mỹ tư gì để diễn tả kỹ năng tuyệt đỉnh của anh ấy cả? Tập trung phòng thủ đi nào. Vậy là Kroos đã ghi tới 2 bàn rồi. Và giờ tình huống vừa rồi Kroos ghi bàn là do tôi kiến tạo đấy. Đúng rồi, không được rồi. Hay quá, mày đi này, mày đi này. US CR7 đánh đầu thì bá cháy rồi, tuyệt vời. Có thể thấy thế trận đã nằm trong tay chúng ta. Đó là những gì mà tôi muốn thấy. Tiền đạo mà tôi đang cầm đó là CR7, một tình huống đánh đầu đúng phong cách của CR7 luôn đây anh em ơi. Chuyền đây mình nào. Đúng rồi, đây của bạn đây. Ui giời, hơi chậm rồi. Tình huống mà bạn tôi đáng lẽ là không nên bỏ lỡ. Tôi phải lui về tận nơi để phòng ngự anh em ạ. Chỉ sợ anh em hàm tấn công mà quên mất khâu phòng ngự đấy rồi. Hy vọng rồi, phòng ngự được. Đúng rồi. Bóng đã rời khỏi khu vực nguy hiểm. Đây bạn yêu ơi. Đây nè, đúng rồi. Ôi, mẹ thằng kia nó vào nó xô nhanh thế chứ. Hơi khó hiểu một chút, có vẻ là một pha hách não của đồng đội. Đúng rồi, mình đây, đóng luôn, không kịp, các bạn đã áp sát tương đối nhanh. Vậy là với một cái lối chơi hợp lý, liệu chúng ta có giữ được lợi thế cho đến hết trận hay không đây? Đội chúng ta đã giành chiến thắng trong hiệp 1 với tỷ số 3-1 và phía trước của chúng ta vẫn còn hiệp 2. Bóng đá thì không thể nói trước được gì được. Đến với hiệp 2, cú đá này thì thắng chắc được các ông ạ. Đúng rồi, đây, chuyền đi. Hay quá. Wow, người hâm mộ đang điên đảo với pha bóng đỉnh cao của anh ấy. Nhìn đôi bạn chơi như gà mắc tóc vậy. Tuyệt vời. Đó là những gì tôi muốn thấy. Chúng ta cần phải gây sức ép nhiều hơn nữa lên tiền đạo đối phương. Ok, đúng không? Cẩn thận nhá. Tôi sẽ phải lùi về để hỗ trợ phòng ngự.
Đúng rồi, một pha chuyền rất hay của tôi. Tuy nhiên thì đồng đội đã không thể ghi được bàn. Rồi đang tin. Ủa, sao vậy? Đội bạn ngáo hay là đội mình cũng ngáo theo luôn. Đấy. Chưa đấy. Ui. Một tình huống khá ngẫu ngờ của cả team. Cái gì vậy? Rất tốt. Tôi vẫn đứng ở trên đây và chờ anh em chuyền bóng đến. Chúng ta cần gia tăng thêm một số bàn thắng nữa để cho nó chắc ăn được. Đấy. Rosary một pha không tốt rồi. Xong luôn. Chúng ta đang để cho họ có quá nhiều cơ hội triển khai những đường truyền nguy hiểm. Đây, sao đấy? Đúng rồi, cảm ơn bạn yêu. Bàn thắng tuyệt đẹp. Tôi muốn xem lại nó thêm nhiều lần nữa. Đó là một tinh thần đồng đội. Chúng ta đang thi đấu như Barcelona vậy. Thời kỳ mà Tiki-Taka còn thống trị cả thế giới. Và bàn bật và chuyền rất đẹp. Ok, chuyền đây. Tận mình đây. Các bạn. Ok, đây. Vậy, không sang hả? Ok quá. Chuyền đi bạn yêu ơi. Chuyền rất hay. Hôm đúng rồi. Là phong độ tốt. Những đường chuyền tốt là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến chiến thắng. Yes. Trận đấu mà tôi cảm thấy mình thi đấu khá là